Cảm ơn quý vị bằng giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1 chương trình phỏng vấn đặc biệt giáo sư Tường Vũ nhân chuyến đi công tác của ông tại Hoa Thành Đốn đến từ Oregon, chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với giáo sư Tường Vũ để mà tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới cuốn sách của ông vừa mới xuất bản, và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin kính chào giáo sư. Dạ, xin chào Nhân và xin chào khán giả của đài SBTN Hoa Thịnh Đốn. Được biết khi mà chúng ta tiếp xúc ở tại Hoa Thịnh Đốn, ở tại cái viện nghiên cứu về hòa bình của Hoa Kỳ đó, dạ, thì có gặp giáo sư nhưng mà có một cái version, có nghĩa là một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh để cho giới trẻ. Và ngày hôm nay thì cái cuộc tiếp xúc này bằng tiếng Việt nhưng mà để tìm hiểu về cuốn sách mà giáo sư mới cho xuất bản. Thì được biết rằng là ông sẽ cho ra mắt cái cuốn sách nào vào tháng 11 sắp tới đây ở tại Texas, tức là tại Houston và tại Dallas luôn. Thì ông có thể cho biết rằng cái ấn bản tiếng Việt này nó có những cái gì đặc biệt về vấn đề nội dung, và tại sao cái thời điểm chúng ta ra mắt vào tháng 11? Dạ vâng, dạ xin giới thiệu với khán giả, đây là hình bìa, cái bìa của ấn bản tiếng Việt. Và chúng tôi rất là vui mừng là cái ấn bản tiếng Việt đã được ra đời sau ấn bản tiếng Anh 2 năm, gần hơn 2 năm. Thì là cuốn sách này đó gồm có 16 chương, trong đó 14 chương là do những nhân vật nổi bật của Việt Nam Cộng Hòa viết ra, bao gồm có chính khách, quân nhân, cảnh sát, nhà báo, nhà giáo dục, văn nghệ sĩ, mà họ đã sống cuộc đời của họ trong thời Việt Nam Cộng Hòa và có nhiều đóng góp nổi bật vào cái sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật, quân sự của thời Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi có thể lấy ví dụ một vài nhân vật như là ông Hoàng Đức Nhã là cựu tổng trưởng Dân vận và Chư hồi và là bí thư của Tổng thống Thiệu, ông Phạm Kim Ngọc là cựu tổng trưởng Kinh tế, ông Bùi Quyền là cựu trung tá, lữ đoàn phó, lữ đoàn dù, bà Kiều Trinh là nữ diễn viên điện ảnh, bà Nhã Ca là nhà văn, bà Vũ Thanh Thủy là cựu phóng viên chiến trường thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là những nhân vật mà có rất nhiều hoạt động đặc biệt vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, và họ kể lại cái tâm tư, tình cảm và những cái hoạt động của họ, làm cho có thể làm cho chúng ta rất là xúc động để mà biết về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Và con cháu của chúng ta có thể đọc bản tiếng Anh, nếu mà không đọc được tiếng Việt thì có thể đọc tiếng Anh để mà hiểu thêm về lịch sử của gia đình và của cộng đồng. Còn về lý do tại sao mà vào thời điểm này thì đưa ra thì là vâng, tại vì là hai quyển sách thì phải qua cái quá trình bình duyệt rất là chặt chẽ của Đại học Cornell. Đây là bắt đầu từ một cái hội thảo về Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi tổ chức vào năm 2016. Phải mất hơn 4 năm thì là cái bản, gần 4 năm thì cái bản tiếng Anh mới ra đời. Thì là do Đại học Cornell họ duyệt thì họ đồng ý in, thì chúng tôi mới có thể in được. Và được biết rằng khi mà chúng ta có một cái cuốn sách như vậy, có một cái nội dung như vậy đó, thì những cái nguyên nhân ở phía sau, những cái gì mà thúc đẩy để mà giáo sư cho hình thành những cuốn sách này? Dạ, là tại vì là tôi là giảng dạy ở trường đại học của Mỹ nhiều năm, và cũng được cũng đã từng viết sách về Việt Nam và đi nói chuyện về Việt Nam ở nhiều nơi. Thì chúng tôi thấy là hiểu biết của học giả Mỹ và công chúng Mỹ về chiến tranh Việt Nam và về Việt Nam Cộng Hòa rất thiếu sót và thiên lệch. Thường thường họ nhìn chúng ta với cặp mắt phủ định và tiêu cực, cho rằng là Việt Nam Cộng Hòa là một xã hội thối nát, quân đội Việt Nam Cộng Hòa là hèn nhát, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là tham nhũng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là thực tế nó phức tạp hơn nhiều, và không phải là tất cả là đều xấu xa như vậy. Và đó là cái mục tiêu chính mà khi chúng tôi soạn quyển sách này, là muốn để cho những người đã từng sống và hoạt động trong thời Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có 6 phụ nữ, thưa quý vị, rất ít khi chúng ta nghe được những tiếng nói của những người phụ nữ trong những cái tài liệu như vậy, thì là chúng ta thấy được họ nói lên được những cái tình cảm và những hoạt động của họ, và có thể giúp cho chúng ta hiểu thêm rất rõ. Và không chỉ cho chúng ta, cộng đồng chúng ta, vì chúng ta đã hiểu rõ rồi, mà là cho người Mỹ, họ khi họ đọc bản tiếng Anh thì họ sẽ hiểu rõ thêm về Việt Nam Cộng Hòa, và không có những cái hiểu biết
thiên lệch hay sai lầm về Việt Nam Cộng Hòa nữa. Và khi mà quyển sách của chúng tôi được đưa vào trường học đó, thì chúng tôi sẽ hy vọng là họ sẽ dùng và sẽ thay đổi cái nhận thức của những sinh viên của Mỹ về Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Và khi mà cái cuốn sách được Cornell University cho giúp để mà phát hành đó, thì sau khi phát hành như vậy thì cái phản ứng của giới nghiên cứu như thế nào về cuốn sách này? Dạ thưa, chúng tôi rất là vui mừng là cái phản ứng của giới nghiên cứu rất là tích cực, và rất là đã có 3 hay 4 bài điểm sách ở trong các tạp chí của Mỹ khen ngợi quyển sách. Và hiện nay đó thì theo cái số liệu mà tôi mới xem qua cái tư liệu, qua cái database của thư viện đó, thì có trên 900 thư viện và viện nghiên cứu của các trường đại học và các viện nghiên cứu trên khắp thế giới, ở Bắc Mỹ, ở châu Âu, ở Á Châu đã mua quyển sách, tức là có cái ấn bản của bản tiếng Anh để cho mà người đọc có thể mượn và đọc. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất mừng và rất hãnh diện. Yeah. Và khi mà chúng ta có một cái nhận định về một cái giai đoạn là sau khi mà miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản 48 năm đó, thì học giả hoặc là những người nghiên cứu cũng giống như giáo sư có nhận định như thế nào về thành quả về kinh tế, về chính trị, về văn hóa của miền Nam trong những 20 năm chiến tranh và bây giờ? Dạ vâng, về mặt quân sự thì chúng ta có thể thua họ, nhưng mà về những mặt khác thì chúng ta đều rõ ràng là hơn họ. Và sau gần 50 năm thì cái việc đó càng ngày càng rõ ra, tức là ví dụ như là âm nhạc, nghệ thuật, văn học, cho đến triết lý giáo dục, cho đến quản lý xã hội, quản lý kinh tế, thì là Việt Nam Cộng Hòa đều hơn hẳn miền Bắc. Và sau khi mà họ đã cố gắng đưa vào cái mô hình xã hội chủ nghĩa áp đặt lên cả miền Nam, thì đến đầu thập niên 80 là họ phải quay trở lại nhờ những vị chuyên gia của Việt Nam Cộng Hòa cũ, như là ông Nguyễn Xuân Oánh, như là ông Lâm Võ Hoàng. Thì ông Lâm Võ Hoàng thực ra là đã bị tù hơn 4 năm trong trại cải tạo, và vừa được thả về thì họ đã dùng đã nhờ ông để mà cải tổ lại cái hệ thống ngân hàng của miền Bắc. Tức là trước kia chỉ có của Việt Nam lúc đó, tức là trước kia họ chỉ có mỗi một ngân hàng nhà nước Việt Nam, và làm tất cả mọi việc từ cho vay đến giữ tiền cho nhà nước, in tiền cho nhà nước. Nhưng mà với ông Lâm Võ Hoàng giúp đỡ, với sự giúp đỡ của ông Lâm Võ Hoàng và những vị khác nữa, thì là họ đã học được cái khái niệm ngân hàng, hai hệ thống ngân hàng của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó là chúng ta đã thấy là cái hệ thống ngân hàng Việt Nam bây giờ nó mới hiện đại, nó mới làm việc tốt như bây giờ. Và ông Nguyễn Xuân Oánh là người mà đã viết ra phần lớn cái luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam, được công bố vào năm 1987. Và cái luật đầu tư nước ngoài đó được đánh giá là rất thành công, rất là mỹ mãn trong việc thu về cho Việt Nam hàng bao nhiêu tỷ đô la trong bao nhiêu năm qua. Yeah. Và kính thưa giáo sư, khi mà chúng ta nói cái buổi ra mắt sách sắp tới thì cái ngày như thế nào, địa điểm ở đâu ở tại Texas vậy? Dạ thưa, đầu tiên là buổi ra mắt sách ở Dallas thì là vào ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 11, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Và thứ hai là ở Houston thì hơn một tuần sau đó, tức là ngày 13 tháng 11, ngày Chủ nhật, cũng từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Yeah. Và kính thưa quý vị có thể mua sách của giáo sư Tường Vũ ở trên Amazon. Dạ, bản tiếng Anh thì trên Amazon, còn bản tiếng Việt thì trên cái trang web của Barnes & Noble Bookstore. Sẽ có một cái hàng chữ mà quý vị thấy ở trên TV đó, thì có thể chúng ta thấy đặt mua sách như vậy được. Cảm ơn rất nhiều cho thời gian của giáo sư Tường Vũ ngày hôm qua cũng giống như ngày hôm nay cho chương trình đặc biệt của VATV và SBTN. Cảm ơn giáo sư. Dạ, xin cảm ơn tất cả khán giả. Kính thưa quý vị, VATV tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Kính thưa quý đồng đạo và quý đồng hương, để có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn tại vùng Hoa Thịnh Đốn, tại khu đất 2.2 mẫu, địa chỉ 15400 Lee Highway, Centerville, Virginia, kính mong quý ân nhân hãy cùng Cao Đài Foundation thực hiện ước mơ xây dựng thánh thất đầu tiên tại vùng Hoa Thịnh Đốn được thành công.
Ngân phiếu xin gửi về Cao Đài Foundation, 6329 Arlington Boulevard, Suite B, Fort Church, Virginia, 22044. Mọi đóng góp sẽ được miễn thuế. Cầu xin Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các đấng thiêng liêng ban hồng đức đến quý đồng hương và đồng đạo. Thay mặt Cao Đài Foundation, hiện tại Phan Văn Ba, đạo hữu Võ Thành Nhân. Hàng ngày các bản hiệu báo cho chúng ta sự nguy hiểm, nhưng thông thường viêm gan B không báo cho quý vị dấu hiệu gì. Viêm gan B thường không có triệu chứng. Một trong 12 người Mỹ gốc Á nhiễm viêm gan B và đa số không hề biết. Thật ra, viêm gan B là nguyên nhân số 1 gây ra ung thư gan cho người Mỹ gốc Á. Viêm gan B là một loại siêu vi thường lây nhiễm qua việc tiếp xúc với máu nhiễm bệnh. Bệnh không lây qua không khí, không lây qua ăn chung hay dùng chung muỗng đũa. Nếu không được chữa trị sẽ gây tổn hại nghiêm trọng về gan. Thử nghiệm là cách duy nhất để biết có bệnh viêm gan B hay không. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị về việc thử nghiệm. Hiện có những cách thức chữa trị có thể cứu mạng sống của quý vị. Năm 2019, hơn 2.900.000 người Mỹ gốc Á Châu mắc bệnh tâm thần. Chỉ có 6.4% là tìm đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Theo CDC, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở thanh niên Mỹ gốc Á là tự tử. Hãy lên tiếng để mình nhờ sự giúp đỡ. Im lặng, thất bại, nguy hiểm là chết. Cần sự giúp đỡ, xin gọi điện thoại 703-792-4900.